Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Lan Rừng Bản Đôn Minh Lý phiên chiều ngày mùng 3 tháng 8 năm 2019. Chiều hôm nay thì em vừa mới đi mua hàng về, bây giờ mới phân được tất cả các lô một ít thôi mọi người nhá. Đang còn hàng rất là nhiều. Đang còn hàng rất là nhiều nhá. Đây. Đây là em đi mua hàng về rất là nhiều đây. Là đàn chỗ này là em vừa mới đi mua về này, chưa cắt tỉa gì cả này. Hàng đây là có cả túi bóng người ta đi mua về, người đi lấy về chưa chưa đưa lên hết được. Đúng, có rất nhiều cây rất là to, cực đẹp luôn nhá. Đấy thì sáng ngày mai em sẽ tiếp tục đưa lên tiếp. Còn tối hôm nay thì em vừa mới cắt tỉa được một nửa thôi. Em đưa lên trước để cho mọi người lựa chọn. Chốt được lô nào thì mọi người hãy gọi điện cho em theo số 0327440678 mọi người nhé. Xin nhắc lại là 0327440678. Sau đây thì em đi theo từng lô một để cho mọi người lựa chọn nhé. Đây là lô H1 mọi người nhé. H1 này gồm có 10 cây. 10 cây rất là đẹp này, lá cứng, lá ngắn, lá dày nhá. 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây mọi người nhá. 10 cây lá cứng, lá ngắn, lá dày này. 10 cây này chỉ có 400k nhá. H1. H1 10 cây này 400. 10 cây 400 nhá. H2. H2 là một lô 5 cây. Cây to nhá. 5 cây lá cứng xếp rất đẹp. 1 này. 2. 3. Đây, bản lá đây mọi người nhá, lá rất là đã luôn. 3. 4. 5. Đấy, 5 cây này có giá là 400k. H2. H3. H3 là một lô 3 cây, xếp rất đẹp luôn nhá. 1. 1 nhá. Xếp rất đẹp. 2. 2. Rất là đẹp luôn nhá. 3. Rất đẹp mọi người nhá. 3 cây này, H3 này có giá là 300k. 300k nhá. H3 này. 300k, 3 cây to đẹp đều nhá. 300k H3. H4. H4 là một lô lá cứng lá ngắn xếp. H4 nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cây mọi người nhá. 9 cây tất cả này. 9 cây rất là đẹp. 9 cây này có giá là 400k. H4 9 cây 400k nhá. H5. H5 là một lô 10 cây nhá. Một lô 10 cây mọi người nhá. 1 này. 2 3 4 5 lá cứng, lá ngắn, lá dày nhá. 6 7 8 8 cây. Đây 2 cây. 9 10. 10 cây nhá. 10 cây này có giá là 400k. H5 nhá. 10 cây 400k. H6. H6 là một lô 5 cây. 5 cây rất đẹp nhá. 5 cây cực đẹp luôn. 1 này. 2 3 4 5. Đấy, 5 cây rất là đẹp mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. 5 cây này H6 là có giá 350k. 5 cây. H7. H7 là một lô 7 cây. 7 cây nhá. 1 này, lá cứng dày này. 2 3 4 5 6 7. Đấy, 7 cây rất là tuyệt vời nhá. 7 cây này 350k. H7. H8. H8 là một khúc nguyên bản cực đẹp mọi người nhá. Nguyên bản cực đẹp này. Nguyên bản rất đẹp luôn nhá.
một hai ba cặp lá này. Đây bạn lá cây rất là to nhá, rất là to luôn. Ba cặp lá mọi người nhá, một hai ba cặp lá nguyên bản nhá, nguyên bản chặt từ rừng đây, nguyên bản rất là chắc chắn nhá. Đấy, một khúc nguyên bản H8 này, nguyên bản. H8 có giá là 500k mọi người nhé, 500k, 500 nhé. H8 có giá 500. Một cây nguyên bản H8 này 500k. H9 là một lô trâu giống mọi người nhé. Hàng giống, hàng giống, nhưng mà hàng hàng này là hàng trung mất rồi. Hàng cũng to phết đấy. Đây mọi người xem. Đấy, cây đây, cây đây nhá. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14. Đây một cặp đôi nhá. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cây tất cả mọi người nhá. 20 cây này 400, H9 nhá. H9 này 20 cây này 400. 20 cây 400 H9 nhá. H10. H10 là một cây rất là to, xếp rất đẹp nhá. Cây to xếp rất đẹp mọi người. Cây to xếp rất đẹp. Đây. Một cây rất là to mọi người nhá. Đấy. Đây mọi người xem nhá. Đấy. Đang còn thừa rất là dài nhá. Cây lá cứng lá dày nhá, lá cứng lá dày này. Bản lá đây mọi người xem. Đấy. 1 2 3 cặp lá rưỡi nhá. 3 cặp lá rưỡi. Cây rất là to mọi người nhá. Cây này có giá là 450k này. H10 450k một cây này. H11. H11 là một cây lá xoắn. Một cây lá xoắn rất là cực to luôn mọi người nhá. Đây. 1 này, 2 này, 3 này, 4 cặp lá nhá. 4 cặp lá mọi người nhá. Đấy, nó mọc này, bản lá đây. Bản lá mọi người xem. Đây, bản lá đây, rất là to. Đây. Rất là lá rất là cứng dày nhá, 4 cặp lá. H11 cây to này có giá là 500k. H11 500k nhá. Lá cứng, lá xoắn mọi người nhá. 500. Rất đẹp luôn, Tết chơi hoa thoải mái nhá. H12. H12 là một lô này là 5 cây. 5 cây. Đây, lá cực dày luôn nhá. Một cây này, bản lá mít nhá. 2 3 4 5 cây tất cả nhá. 5 cây rất đẹp nhá. 5 cây này có giá là 300k. 300k H12. H13. H13 là 3 cây. 3 cây to nhá. 3 cây to, một cây này. Xếp rất đẹp này. Xếp rất đẹp luôn, một cây 1 2 3 2 cặp lá rưỡi này. Hai cây này, cây này cũng lá cứng xếp chỉ thiên này. 2 3 cây này 1 2 3 cặp lá này. 3 cặp lá xếp rất là tuyệt vời luôn nhá. Cực đẹp luôn. 3 cây này có giá là 300. 300 H13. H14. H14 là một lô cũng là 3 cây. Đây, xếp mít nhá. 3 cây rất tuyệt vời luôn, một cây này. 2 rất là đã nhá. 3. Đấy, cong vuốt. Này, rất đẹp. 3 cây này có giá là 350. H14 350 nhá. H15. H15 là một lô cũng cây rất là to. Một cây này. 2. 3. Đây, cây rất to nhá. 3. 3 cây này có giá là 300k. H15. H16. H16 là một lô gồm có 5 cây. 5 cây lá cứng xếp rất đẹp nhá. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5. 5 cây nhá. 5 cây này. 5 cây này có giá là 350k. H16. H17. H17 cũng là 3 cây. 3 cây rất to. 1 này. 1 này. 2 này, cây này xếp chỉ thiên rất là tuyệt vời này. Xếp chỉ thiên rất đẹp nhá. Xếp khít luôn mọi người nhá. Xếp khít luôn.
2, 3, cây này cũng thế nhá. Cây này rất là đẹp nhá. Đấy, 3. Tết cho hoa tất cả luôn, 3 cây này Tết cho hoa hết. 3 cây này có giá là 300k, H17. H18. H18 là một cặp rất tuyệt vời. Một đây, xếp rất là đẹp luôn. Đấy, 1 2 3 cặp lá, 3 cặp lá nhá. 2. Cây rất là to. Cây này em nói với mọi người cây này to này nhưng mà bị vỡ mất một cái lá. Bị nứt nhá, nứt vỡ. Đấy, nứt vỡ mọi người nhá. Một cái lá đây nhá. Hai cây này có giá là 350k. H18 350k nhá. H19. H19 là một lô 5 cây. 5 cây, 1 này. 2. Rất đẹp nhá. 3. 4. 5. Đấy, xếp rất là đẹp luôn, tuyệt vời. 5 cây này, 300k, H19 nhá. H20. H20 là một lô 5 cây. 5 cây này. Đây. Mọi người xem này. 1 này. Tuyệt vời không? 2 này, lá cứng, lá ngắn, lá dày nhá. 3 này. 4 này. 5. 5 cây. 5 cây H20 này có giá là 300k, H20 5 cây. H21. H21 là 7 cây, lá cứng, lá ngắn. 7 cây lá cứng, lá ngắn mọi người nhá. 1 2 3. Trời hơi tối cho nên em cố gắng quay những chỗ nào sáng nhất để cho mọi người xem cho kỹ nhá. 4 5 6. Đấy, rất là rõ ràng nhá. Đây, 7. 7 nhá, cây thứ 7. 7 cây này có giá là 300k. H21. 7 cây này 300. H22. H22 là một lô 3 cây, xếp cực đẹp luôn. 3 cây xếp cực đẹp luôn nhá. 1 đây. Rất là đã mọi người nhá. 1. 2. Xếp lá dày nhá. 2. Rất cực đẹp luôn. 3. Đấy, cho được 3 cây này chơi rất là tuyệt vời luôn. 3 cây này Tết cho hoa hoàn toàn nhá. 3 cây này có giá là 400k, H22. 400k nhá. H22. H23. H23 là một lô 5 cây rất to. 1 này. 2. Cây rất là to. Cực to luôn mọi người nhá, cực to luôn. 2. Đấy mọi người xem cây rất là to nhá. 3. 3. Riêng cây này thì hai cái lá dưới bị sâu nó cắn, còn lá ngọn ở trên bản lá mít nhá, rất là đẹp luôn. 3. 4. 5. 5 cây, 5 cây rất to nhá. Rất là to luôn. Đấy, 5 cây này có giá là 450k. Cực to luôn mọi người nhá. 5 cây này phải cả ký đấy. H24. H24 là một lô 7 cây là xếp. 1 này. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Đấy, 7 cây là xếp rất đẹp nhá. 7 cây này có giá là 300k H24. H25 cũng là 7 cây, nhưng 7 cây là cứng, là ngắn, là dày, xếp đẹp nhá. 1 này. 2. 3. Đấy, bản rất là to luôn. 4. 5. Đây, cây lá mít này. 6. 7. 7 cây này. 7 cây H25 này có giá là 400k. 400k H25. H26 cũng là một lô 7 cây, nhưng 7 cây này là dài, là lướt nhá. 1 này. 2. 3. 4. Đây, cây này là 1 2 3 4 cặp lá rồi. 4. 5. 6. 7. Cây này rất là to,
rất là to nhá. 7. Đấy, 7 cây. 7 cây này có giá là 400k. 400k thôi nhá, H26. Đấy là tổng toàn bộ 26 lô tối hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn nhá. Ai chốt được lô nào thì mọi người gọi điện cho em theo số 0327440678 mọi người nhá. Xin nhắc lại là 0327440678 để chốt hàng nhá. Ai chưa đăng ký thì mọi người hãy đăng ký dùm em để lựa chọn những đơn hàng thích hợp nhất, đẹp nhất để mọi người có thể chơi Tết vui vẻ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.